8 điều thầy thích nhất hạnh dạy về tình yêu giúp ta hạnh phúc. Thầy thích nhất hạnh dạy rất nhiều lĩnh vực trong cuộc sống và dưới đây là vài lời chỉ dạy về tình yêu và hạnh phúc. Mong mỏi chúng ta cùng đọc, cùng ngẫm để chế tác hạnh phúc cho chính mình và những người xung quanh. Điều thứ nhất, tình yêu của bạn phải khiến cho người yêu cảm thấy tự do. Điều thứ hai, nếu bạn yêu ai đó nhưng hiếm khi dành thời gian cho họ, thì đó không phải tình yêu thực sự. Điều thứ ba, nói tôi yêu bạn có nghĩa là tôi có thể mang tới cho bạn sự bình yên và hạnh phúc. Để làm được điều đó, trước tiên chính bạn phải là người có được những điều đó. Điều thứ tư, cội nguồn của tình yêu nằm sâu trong mỗi chúng ta. Chúng ta có thể giúp người khác hạnh phúc. Một lời nói, một hành động, một suy nghĩ cũng có thể làm vơi nỗi buồn và tăng hạnh phúc cho người khác. Điều thứ năm, hạnh phúc là được, là chính mình. Bạn không cần phải được thừa nhận bởi người khác. Chỉ cần chính bạn thừa nhận mình là được rồi. Điều thứ sáu, khi một người làm bạn đau khổ, ấy là vì ẩn sâu bên trong mọi nỗi đau của anh ta đang tràn về. Anh ta không đáng bị trừng phạt. Anh ta cần sự giúp đỡ. Điều thứ bảy, những mầm sống khổ đau trong bạn có thể thực sự mạnh mẽ, nhưng đừng đợi cho đến khi nỗi đau đó hết rồi mới cho phép mình được hạnh phúc. Điều thứ tám, con người đau khổ là vì các thành kiến. Khi nhìn mọi thứ cởi mở hơn, chúng ta sẽ tự do và chẳng còn đau khổ nữa. Cảm ơn các bạn đã đón xem và theo dõi. Hãy nhớ like, share, subscribe cái channel Bút Soi Chuyện Sách Tiếng Anh để theo dõi những cuốn sách mới, những điều hay, những trải nghiệm cuộc sống ở Mỹ và những cái kỹ thuật lập trình và những thủ thuật xài máy tính. Cảm ơn các bạn đã đón xem.